Đây, chúng ta sẽ cùng quay dự án Westgate ha. Xin kính chào chị Khách Hàng. Hiện tại thì Giang đang có mặt tại dự án Westgate. Thì hôm nay Giang sẽ dùng livecam để quay lại tiến độ xây dựng của dự án Westgate cho anh chị khách hàng xem qua anh chị khách hàng nhé. Thì như anh chị khách hàng thấy là hiện tại dự án Westgate của chúng ta đã xây dựng lên tầng 4 rồi, ở tháp A và tháp B. Tháp D cũng xây dựng bắt đầu là chấm chốm lên tầng 1 rồi anh chị khách hàng nhé. Còn tháp C là đã sắp hoàn thiện phần hầm ống. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng livecam để mà gọi là xem thực tế tại dự án Westgate của chúng ta luôn. Thì mỗi lần mà Giang quay cái livecam này thì nói chung là tâm lý lắm mọi người. Tâm lý lắm chị khách hàng. Tâm lý không phải là Giang sợ gớt livecam, mà gớt livecam thì mất chỉ có 15 triệu thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà Giang sợ là gián đoạn cái quá trình gọi là quay cập nhật tiến độ cho anh chị khách hàng. Rồi bây giờ Giang sẽ đưa livecam, Giang di chuyển lên. Nó đang bị lỗi gì đây, anh chị khách hàng đợi Giang tí xíu nha. Rồi, để Giang khởi động lại. Nó báo lỗi đây à. Giang sẽ khởi động lại máy nha. Anh chị khách hàng đợi Giang tí xíu. Rồi, Giang khởi động lại. Rồi Giang sẽ cho thiết bị của chúng ta kết nối. Thì trước khi mà di chuyển livecam thì xin chia sẻ một vài thông tin. Thì như anh chị khách hàng biết thì những dự án gần đây á thì giá trị bất động sản đang tăng gọi là vùng vụt luôn. Và trong những ngày gần đây nhất thì nếu anh chị khách hàng xem qua những cái tin tức về báo chí thì anh chị khách hàng cũng biết là sắp tới sẽ có 3 huyện lên thẳng thành phố luôn. Đó là cái huyện đầu tiên là phải nhắc đến huyện Bình Chánh, là ngay tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh của chúng ta đây nè. Cái huyện thứ hai là huyện Củ Chi, huyện thứ ba là huyện Cần Giờ. Là 3 huyện này sẽ không lên quận nữa mà lên thẳng thành phố. Thì khi giá trị lên thành phố, giá trị bất động sản sẽ tăng rất là cao. Mà anh chị đầu tư bất động sản trong giai đoạn này mà nơi một cái nơi trung tâm hành chính nữa thì giá trị bất động sản sau này sẽ càng cao hơn nữa. Đây, Giang đã đưa cái livecam lên ha. Thì đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ha. Rồi. Giang sẽ quay luôn. Rồi. Rồi. Rồi, thì như anh chị thấy đây là những cái hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Westgate. Bây giờ Giang sẽ lia qua cái góc của tháp Danip, hay gọi là tháp A ha, để anh chị khách hàng cùng xem qua. Đây. Rồi Giang sẽ dừng tại đây. Thì anh chị có thể đếm ha. Thì chúng ta đã bắt đầu lên tới chốn lên tầng 4 rồi. Chốn lên tầng 4 ha. Tầng 1, tầng 2 đã hoàn thiện rồi, tầng 3 cũng xong rồi. Bây giờ đang chốn lên tầng 4. Và tháp B hay còn gọi là tháp xin. Tháp xin một phần cũng lên tầng 4 nè. Rồi, tầng 3. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống cái khu vực của tháp D anh chị khách hàng nhé. Đây. Tháp D đã xong hầm móng hoàn thiện luôn nè ha. Rồi. Đó, đây là khu vực của tháp D. Nhanh đúng không ạ? Tốc độ xây dựng cực kỳ là nhanh anh chị khách hàng nhé. Rồi Giang sẽ ghê lên trên một tí để mình xem qua tốc độ xây dựng của dự án Westgate. Rồi bây giờ Giang sẽ lia máy qua khu vực của tháp C, hay còn gọi là tháp thêm. Đó anh chị khách hàng thấy không ạ? Phần hầm móng đang được xây dựng, triển khai xây dựng cực kỳ là nhanh ha. Rồi. Giang sẽ cho bay cao lên một tí. Rồi. Thì dự án Westgate của chúng ta là điểm kết nối giữa tuyến đầu của tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Thì nếu anh chị khách hàng nào ở khu vực miền Tây Nam Bộ
mà muốn sở hữu một căn hộ tại dự án Westgate để mà sau này cho con cái đi học thì hãy vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 và sở hữu ngay trong hôm nay thì khách hàng nhé. Tại vì khi mà dự án nó xây lên càng lên cao á là giá trị nó sẽ càng tăng, lúc đó anh chị mua với một giá trị cao hơn nữa. Rồi, thì bây giờ Giang sẽ dành thời gian để mà quay các góc quay của dự án Westgate. Thì Giang sẽ xin tạm dừng chia sẻ tại đây ha. Thì nếu anh chị khách hàng nào quan tâm đến dự án thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. When I leave you